Xin chào các bạn. Video ngắn này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một cái đèn ngủ. Cái này từ một bóng led thôi. Và vật tư này thì chúng ta tốn khoảng độ 5.000, khá là đơn giản. Này tôi tham khảo trên trang American Tech, thấy nó hay hay nên đem chia sẻ cho các bạn. Về vật tư, các bạn cần hai con diode, một con trở 68 kg, một bóng led và một phích cắm. Thì như các bạn nhẩm tính nhanh thì nó cũng khoảng độ 5.000 thôi. Ở cái bóng led này, chân dài là chân dương, chân ngắn là chân âm. Hoặc các bạn nhìn sâu vào trong bóng led thì cái phần nhỏ này, phần nhỏ là phần dương, còn cái bản cực to này là bản âm. Diode 4007 mình sẽ hàn theo chiều như thế này. Mục đích của diode này là chống điện áp ngược làm cháy bóng led. Điện trở 68 kg các bạn sẽ gắn với diode theo chiều này. Các bạn nhớ gắn cho nó đúng chiều. Cùng là chúng ta sẽ hàn với chân dương của bóng led. Các bạn sẽ gắn nó vào trong cái phích cắm này, như vậy là xong. Và đây là thành quả cuối cùng của chúng ta. Khá là sáng phải không các bạn? Thực ra nó chỉ sáng nửa chu kỳ thôi, nhưng mà khi mà nhìn vào chúng ta sẽ không thấy nó giật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, sinh viên có được một nghề nghiệp vững vàng, bản lĩnh, tự tin hòa nhập cuộc sống xã hội. Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, số 90, đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Website tuyển sinh.đồngan.edu.vn. Điện thoại 06503 774 65.